chào tất cả mọi người, mình là Vami. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình Vami sẽ quay trở lại với Minecraft. À, đây là một cái map, đó là map Finding the Buston. Finding the Buston hay là cái gì đó. Nói chung là hôm trước là mình với Vami có chơi bên Roblox. Và cũng có nhiều bạn là nói là mình với Vami làm tiếp bên Minecraft luôn. Đấy. Đây. Làm luôn nha các bạn. Ừ, đó, đây, đây, đây là bên Minecraft và lâu lắm rồi, bây giờ hai thằng mới gặp lại nhau nè, đói, quýnh nhau nè. Ở trong này cái màn hình nhìn của Minecraft á thì nó hơi gồ ghề nên cái nút nó sẽ ra vậy nè các bạn. Khó tìm ghê hơn Roblox nhiều luôn á. Bên Buston là nó sẽ có hai loại nút, một là gỗ, hai là đá. Cái này là cái này là Buston đá rồi, còn Buston gỗ nữa. Ấy là cái hình dáng á ba, ấy là cái hình dáng nó nhỏ xíu vậy đó. Rồi, vô nha, bắt đầu game nha. Ok. Vô, level 1. Level 1. Level 1 này thì chắc là đơn giản rồi. Đây nè, có thấy rồi nè. Đây nè. À dưới đất là gỗ hả? À gỗ, thấy chưa có nó rồi mà. Level 2. Hello hai ông thần. Level 2 là ở trong đây là một cái ngôi nhà. Đây là một cái ngôi nhà trong cái làng. Đây là dân làng nè, họ mình quýnh nó được luôn nè. Quýnh nó sắc kèn nó dí không? Tao kiểm tra ngoài này rồi nha, là không có. Mày kiểm tra trong nhà thử xem. Rồi trong nhà có cái rương à, không có gì hết. Chu cha. Mới qua level 2 mà rối gì hả? Wow. Kiếm thôi, kiếm thôi. Mày ngó đủ chỗ luôn, ngó đủ chỗ luôn. Nóc nhà, mái nhà. Thấy chưa? Ơi, lũ đạn nó trên nóc. Cái nóc bằng gỗ, cái nóc bằng gỗ luôn các bạn. Trời đất ơi, thiệt tình chứ. Mày ở chỗ mà mày tìm còn không ra nữa, ai mà tìm ra ba. Đây đây thấy rồi nè. Nhanh dữ trời. Nhiều lúc nó ở ngay trước mắt mà. Đây. À đây nè. Trời gì mà nhanh dữ vậy? Từ. Thấy luôn ơi. Trời lũ đạn mày thấy mày nói tao tiếng ba nó chuyển cảnh làm nó hết hồn. Quá nhanh quá nguy hiểm thiệt luôn á. Thấy luôn ơi. À thấy rồi, nút đó kìa. Yeah. Để coi. Ồ cái này rối nha, cái này rối nè. Có nhiều quá mày ơi. Mày kiếm trên thân gỗ đứa coi có không? Tao nghĩ là một trên tường, hai trên gỗ, ba dưới đất. Quầy vốn hết. Tính ra coi nhiều mày nói hết bấy nhiêu luôn rồi đó. Đây nè. À đây nè. Trời đất ơi. Mày kết nhanh dữ vậy ba, tao chưa kết luôn á. Mới đây nó có level 9 rồi, nhanh đâu mọi người. Quá nhanh. Ê có rùa nè Phong Y. Ở đây có rùa nè. Rùa. Bắt gì nuôi? Ở đâu? Trời vãi nồi nó bự dữ vậy luôn hả? À có rùa nè. Đó. Đầu tiên thấy rùa trong Minecraft luôn các bạn. Con heo đứng trên nước luôn kìa. Trời ơi, con heo có chắc ra chạy đi trên nước luôn, ghê thiệt chứ. Ủa này nãy giờ mày chưa tìm ra luôn hả? Không, à đây nè. Ủa phải không? Không phải. Nãy giờ tao lo tao kiếm con tao ngắm con rùa. Đây. Trời. Đã thấy. Tao tính chọi trứng vô mày luôn á. Chọi trứng mà tao biến mất tiêu rồi, mày chọi giống con rùa nó thù. Đây, tao thấy rồi, trời ơi mọi. Ủa sao mày bấm nhanh vậy, chưa bấm luôn á. Ê, đồ đạn cái gì? Ủa con cáo này, ơi cái nút nè. Chị nhanh vậy ba, tao chưa kịp làm gì luôn á. Con quỷ mà mày nó kìm nhanh. À đây nè, con nút này nè. Nó đâu, làm nó chuyển cảnh rồi, tao chưa kịp làm gì hết chứ. Tao vừa mới thấy luôn á ba. Rồi, tao thấy luôn rồi nè. Tao bấm. Tao bấm hả? Ủa mày bấm hả? Đảo không cái gì mày cũng giành hết đó ba. Nữa. Nhanh như vậy trời, tao chưa kịp làm gì luôn á. Ngay cửa luôn. À lũ đạn. Tại nó gần tao không mà mày. Nữa. Tao chưa kịp bấm gì luôn á. Nó tại ở gần tao không à. Cú hồn luôn. À đây nè. Ủa phải không? Ủa phải lộn rồi. Lũ đạn mày xem chết tao luôn rồi. Nó nói nè. Hãy cẩn thận. Đừng có để chết kìa. Rồi sao tao lên giờ? Ok, câu qua rồi, để câu qua trước cho. Ê, giờ mày đi kiếm luôn đi, tao lỡ rớt dưới rồi, đâu có đường đi đâu. Rồi, xong, qua. Ê! Nghe nào quơ, kết thúc chưa kìa, nó nói là kết thúc chưa kìa, chắc là chưa kết thúc đâu. Giờ sao nhảy qua mấy kia hả? Đâu có chỗ nào đi đâu, tao đi nguyên vòng rồi. Rồi, lady first. Oppy á. Oppy á, cố lên. 1, 2, 3. Ủa sao nó nhảy thấp dưới vậy? 1, 2, 3. Đâu rồi, mày đứng đâu rồi? Rồi. Tại nè, 1, 2. Không, mày đi clip đi, mày đi trước đi, mày đi clip đi. Quá cam mà bận mà. 1, 2, 3. Ủa kìa vậy? Lâu quá không nhiễm mà bác quên luôn các bạn. Trời ơi. Lần cuối. Ủa mày đâu rồi?
Lần cuối, lần lâu cuối, quá, lần không cuối, nhìn lần Minecraft cuối. bị lú luôn các bạn. 1, 2, ok. Hey. Yeah. Cái gì đây? Ôi, Bobby đừng đẩy, Bobby đừng đẩy, đừng đẩy, đừng đẩy. Rồi nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Còn nhảy xuống cho. Rớt rồi, đậu vòng. Trời ơi, rối dữ ta, không anh. Bị rớt mà đâu tao rớt theo mà. Ô. Hôi. Đi kìa, lũ đạn mày tao qua đường tới rồi. Nữa hoài luôn á. Thằng Quý mày đừng có vậy nữa coi, đừng có tao chạy trước cho. Nó, Quý mà mày. Đi quay về tao ba. Chết là hai thằng chết chung hả? Chắc vậy á. Đó mà mày, cái này vậy quá. Thôi mày qua trước đi, còn qua sau. Mày qua trước đi, còn qua sau. Đảo qua thằng Quý. Rồi, đứng im nha. Nhảy cho đàng hoàng nha mày. Đó, rồi, qua luôn. Cuối nè. Hay quá, rồi đứng coi cao nè, đứng coi cao nè. Ê, mày rớt tao xuống lại luôn á ba. Từ ơi ba, từ từ ơi, từ ơi, tao không muốn nhảy lại đâu. Câu qua được rồi. Ui, nhâm thạch. Đau quá, đau quá, đau quá, đau quá. Lên, đau lên, quá, lên, 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 lên. Rồi nó cháy tới mai luôn á. Mày, mày kiếm trên tường đi, con ngó gốc cây cho. Không có. Và mày tìm tìm đường lên 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 mấy cái tán cây á, còn nghĩ nó nằm ở trên mấy cái tán cây á. Dạ. Thử xem. Ở dưới mấy gốc cây là không có nè, để con ngó dưới đất thử coi. Dưới đất cũng không có luôn. Đây có khi nào là nó nằm ngay cái gần gần mấy cái chỗ mà mình nhảy không trời? Không. Không có luôn. Vãi nồi, nó không có luôn, vậy nó nằm ở đâu? Ủa mày lên tán cây chưa? Lên mà nó rớt xuống hoài quế quá. Nhiều khi nó nằm trên tán cây sao ba? Nè con đi nè. Để tao leo lại. Nè con lên được rồi nè, trời thằng quỷ. Con lên tán cây rồi nè. Thấy chưa? Nè. Tao nghĩ là chắc chắn là nó nằm ở trên tán cây này thôi chứ không đi đâu được hết á. Thấy chưa? Chưa. Chưa thấy nha. Chưa thấy. Mà con nghĩ là chắc cũng không có rồi. Không có rồi, ba mi ơi. Có khi nào nó dưới lava này không? Mà sao nhìn được? Tích đại thôi. Ai? Gì vậy? Ủa trời đất mẹ, lava xuống được mẹ ơi, có nút dưới đây nè. Trời đất ơi, cái thứ gì á? Ái nồi, trời hồi nãy tao bị cháy lava, tao sợ, tao nhảy lên, hai ngựa nằm dưới đó thiệt, lụ đạn đó. Lại hồn. Nấp nữa chứ. Nấp với tôi nữa chứ. Dễ gì. Ghê thật. Này trong nhà hay chứ ngoài vườn ta? Mày vô trong nhà đi, câu ngoài vườn cho. Ok. Phải chia ra. Phải chia. Nhớ nói nha, để chuyển cảnh nhiều quá hú hồn. Hồi nãy mày mới làm tao hú hồn đó, còn chưa kịp kết luôn, mày kết vô mày làm tao hú hồn luôn á. Ở trong nhà chứ mấy thanh gỗ không có. Ây da. Nó hoài luôn á con. Ê má mày bự quá mày. Ủa map bự vãi nồi luôn á. Nút đâu ta? Map bự quá, sao biết được đâu mà tìm? Tìm một hồi rồi sẽ thấy. Rồi lỡ không thấy thì sao? Vẫn tiếp tục tìm. Ở đây có giường chiếu đầy đủ. Ồ, có Iron, có thằng người sắt ở trong này. Ở đâu, đâu, đâu? Ê, bếp rớt, bếp rớt. Thằng quỷ. Tao nói rồi, cái đây nè. Ê, tao bấm. Ê, gì mày cũng phải lên tí nè, tao biết chứ. Có mà, tao có la lên mà. Thôi mày nhảy trước đi, mày nhảy trước đi. Thôi để con nhảy trước cho lần này, để con nhảy trước cho. À thôi mày nhảy trước đi. C. Gớt cái câu cười nè, gớt cái câu cười nè. Em mày. Rồi lên rồi. Rồi, tới tao. Wow. Wow. Wow, wow. Uôi, cái gì vậy? Thằng Quý, con đang nhảy. Đậu vọng làm con hết hồn luôn á. Trời ơi, nhảy gần lên rồi. Vui không? Vui cái quần. Thứ ba là tao suy nghĩ tới là tao làm mày hú hồn luôn á. À đây nè, màu xanh nè. Đậu vọng, ủa gì đấy? Ủa level 24 rồi. Ôi, mấy cái lửa màu xanh này nhìn ghê á mày. Giờ đây có thui à, không có đi đường. Tao xài xa đơn lên vô đi. Đâu. Nó không nè, màu xanh nè. Ồ, bây giờ nó có thêm nút này, nút màu xanh này nữa. Ủa, nãy có cử 19 là hết rồi chứ, sao giờ đâu ra mà nhiều dữ vậy trời.
mấy cái lỗ này chưa lỗ hả? You made it! Yeah! 20 mấy level, cậu quên rồi. 23. 23 hả? 23 với cái đó là hình như 24 hay gì, 23, 24 á. Nhanh dữ trời. Trời. Game này game là dễ. Cái màu xanh luôn hả? Hả? Cái nút hồi nãy có màu xanh luôn hả? Ừ, để coi coi lại thử coi Bitcoin nó có mấy loại Bitcoin, tao nhớ hôm trước. Ồ, Bitcoin giờ nhiều loại lắm mày ơi. À, có hai loại gỗ. Gỗ và gỗ đá, đá rồi rồi gỗ màu tím gì nữa nè. Có động đất đá, đá màu tím nè, rồi đá màu xanh nè. Rồi black stone đá màu đen nè. Ôi sao nhiều loại nha. Rồi. Ôi sao. Vậy thế là đã hoàn thành được cái game này rồi. Trời ơi, không có gì làm khó được kia và Bami. Có 23 cái 24 cái stack các bạn ha. 26 ba, 26, 26 lực. 26 lực Bami, 26 lực. 26 lực. Ừ. Ờ nãy giấc nhảy qua lú á. Rồi thì 26 cái nó cho chung là 26 cái stack đi. Cứt lợn này. Cứt lợn này. Quăng trứng cái mặt mày giờ á. Thì cái nút của nó thì nó khó nhìn hơn là của Roblox các bạn ha, mà nó còn vuông 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 á. Đó thì nói chung là hai đứa mình cũng đã hoàn thành rồi các bạn ơi. Đó. Ê, nó có nhiều map không mày? Nó có nhiều cái button nữa không? Hết rồi, có nhiều đó rồi. Giờ quay lại level 1 rồi. Ừ. Rồi ok các bạn, thì cũng như theo yêu cầu các bạn thì hai đứa mình đã làm xong cái button của Minecraft rồi các bạn ha. Thì các bạn muốn hai đứa mình làm cái gì của Minecraft nữa thì comment bên dưới để hai đứa mình làm nhờ ha. Lâu quá rồi không chơi Minecraft lại đã ghê luôn á. Rồi thì các bạn thích video này nhớ lại cho hai đứa mình một like, một share nha. Subscribe channel của hai đứa mình để nhận thêm nhiều video các bạn nhé. Bye bye mọi người. Bye bye.